Xe đạp thể thao Vichocom xin chào bạn. Trong video này, shop tiến hành kiểm tra xe, đóng hàng để gửi cho khách hàng trên toàn quốc. Đây là shop xe đạp thể thao Vichocom. Mua xe đạp online. Và shop cũng xin chia sẻ thông báo cho bạn là xe đạp đua siêu phẩm đua của hãng xe đạp Sava đã về kho shop, đủ model, đủ màu và đủ size. Có Sava Phantom 3, Sava X3, Sava Colorado, Sava R6, Sava 2 Civic cùng vòng. Và đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021, shop mới hết chương trình mua xe đạp đua Sava tặng đôi bê đan VIP Zinezia này bạn nhé. Đôi bê đan VIP này trị giá tới 450.000 đồng. Khi sở hữu siêu phẩm đua của hãng Sava thì sẽ được tặng một đôi bê đan VIP luôn. Và đây là một loạt những chiếc xe đạp đua Sava shop đã chuẩn bị sẵn bê đan và đóng cùng với phụ kiện gửi cho khách hàng trên toàn quốc đến với shop xe đạp thể thao Vichocom mua xe đạp online. Hiện nay shop đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe, đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và đến shop sẽ có nhiều sự lựa chọn. Trong video này thì shop sẽ kiểm tra chiếc xe đạp Line Louis của anh Tiến ở Hải Phòng. Vâng, anh Tiến ở Hải Phòng là một khách hàng rất quen thuộc của shop. Anh đã mua 3 chiếc xe đạp tại shop, 2 chiếc xe đạp Line R9 chắc, 1 chiếc xe đạp Line Beauty. Và sau khi đã mua hàng và trải nghiệm sản phẩm xe đạp cũng như dịch vụ của shop, anh Tiến rất ưng ý và hài lòng vì xe đúng chuẩn như shop đã báo, giao hàng nhanh chóng và được kiểm tra, sau đó mới nhận hàng và thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Nên chỉ cần có nhu cầu mua xe đạp là anh lại gọi cho shop. Và đây chính là chiếc xe đạp Line Louis anh Tiến mua cho cháu trai của mình. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được xe đạp Touring Line Louis với cấu hình khung nhôm, bộ truyền động 7 tốc độ của Shimano tạo nên chiếc xe đạp đầy sức mạnh vận hành êm ái mượt mà. Món quà anh tặng cho cháu trai để đi học hàng ngày đó là chiếc xe đạp Line Louis màu đỏ này. Vâng, chiếc xe đạp Line Louis hiện đang có 3 màu, có màu đỏ, màu xanh và màu ghi. Xe rất đẹp, Louis một cái tên của một vị vua thực Pháp rất nổi tiếng, và xe này dựng nhìn rất là đẹp, có 3 ga trước, 3 ga sau. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp Line Louis này có thể truy cập trong web xe đạp thể thao Vichocom. Shop đã đăng đầy đủ thông tin hình ảnh cũng như thông số kỹ thuật, hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop đã dựng đầy đủ màu nên review chi tiết để bạn dễ dàng xem và mua sản phẩm tại shop xe đạp thể thao Vichocom. Và bạn còn cần tìm chiếc xe đạp nào, cần tư vấn thêm, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với shop qua số điện thoại hotline 098 331 5936. Shop luôn thường trực sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn để bạn đến với shop mua xe rất đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, gọn nhẹ. Và nhiều khách hàng khác, không những anh Tiến và nhiều khách hàng khác đã đến với shop không những mua cho mình, mua cho người thân, giới thiệu bạn bè đến với shop mua rất nhiều xe, chiếc thứ hai, thứ ba, đã có khách hàng mua tới 7 chiếc xe đạp tại shop xe đạp thể thao Vichocom. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video sản phẩm tiếp theo từ shop xe đạp thể thao Vichocom ở khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.